Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài 1 Máy tính và chương trình máy tính. Bài 1 của chúng ta gồm 4 phần. Phần 1, con người ra lệnh cho máy tính như thế nào? Phần 2, ví dụ robot nhặt rác. Phần 3, viết chương trình ra lệnh cho máy tính làm việc. Phần 4, chương trình và ngôn ngữ lập trình. Chúng ta vào phần 1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào? Các em hãy quan sát và chọn ra những hình ảnh thể hiện việc con người đang ra lệnh hay điều khiển một thiết bị nào đó hoạt động. Nhấn thang máy. Em bé chơi trò chơi. Cô đang giảng bài. Mở phần mềm máy tính. Cậu bé đọc sách. Tắt hoặc mở máy lạnh. Khi quan sát thì các em cũng biết được. Em bé chơi trò chơi, cô đang giảng bài, cậu bé đọc sách. Không phải là việc con người đang ra lệnh cho một thiết bị nào đó hoạt động. Nhấn thang máy. Khi chúng ta muốn mở thang máy thì chúng ta nhấn vào nút mở. Khi chúng ta muốn đi lên thì chúng ta nhấn vào nút đi lên. Khi chúng ta muốn đi xuống thì chúng ta nhấn vào nút đi xuống. Và thang máy sẽ thực hiện theo các yêu cầu của chúng ta. Vậy thì đây chính là việc con người đang ra lệnh hay là điều khiển một thiết bị nào đó hoạt động. Hay việc chúng ta mở phần mềm máy tính. Chúng ta mở bất kỳ một phần mềm nào mà chúng ta yêu cầu thì máy tính sẽ mở theo yêu cầu của chúng ta. Khi chúng ta muốn tắt máy lạnh thì chúng ta sẽ nhấn vào nút tắt thì máy lạnh sẽ tắt. Khi chúng ta muốn mở máy lạnh thì chúng ta nhấn vào nút mở và máy lạnh sẽ mở lên. Tất cả những hình ảnh này chính là việc thể hiện con người đang ra lệnh hay là điều khiển một thiết bị nào đó hoạt động. Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện một công việc nào đó, con người phải đưa cho máy tính một hoặc nhiều lệnh. Máy tính sẽ lần lượt thực hiện các lệnh đó. Cô ví dụ khi cô muốn vào thang máy và đi lên, thì cô sẽ nhấn nút mở thang máy. Khi thang máy mở ra, cô đi vào và cô sẽ nhấn nút đi lên. Vậy thì thang máy sẽ thực hiện các lệnh của cô một cách lần lượt. Có nghĩa là cô yêu cầu mở trước thì nó sẽ mở và khi cô yêu cầu nhấn nút đi lên thì nó mới đi lên. Lệnh nào trước nó sẽ thực hiện trước. Lệnh nào sau sẽ thực hiện sau. Để hiểu hơn thì chúng ta sẽ vào phần 2. Ví dụ robot nhặt rác. Khi cô muốn yêu cầu con robot nhặt rác và bỏ rác vào thùng thì con robot nó sẽ thực hiện các bước sau. Đầu tiên, robot tiến 2 bước. Tiếp theo là quay trái và tiến 1 bước. Bước tiếp theo là nhặt rác. Kế tiếp là tiến 3 bước. Kế tiếp là quay trái và tiến 2 bước. Cuối cùng là bỏ rác vào thùng. Thì robot thực hiện việc nhặt rác và bỏ rác vào thùng theo các lệnh của chúng ta. Chúng ta quan sát cho cô ví dụ minh họa 2. Robot sẽ thực hiện việc nhặt rác và sau đó bỏ rác vào thùng. Vậy thì làm sao để robot
tự động thực hiện lần lượt các thao tác trên. Chúng ta sẽ qua phần 3, viết chương trình ra lệnh cho máy tính làm việc. Thì để robot hay là máy tính làm việc theo lệnh của chúng ta thì chúng ta sẽ viết chương trình để cho máy tính hoặc là robot làm việc. Cô có ví dụ với chương trình để robot nhặt rác tự động thực hiện việc nhặt rác thì chúng ta sẽ ra các lệnh. Đầu tiên là chúng ta sẽ ra lệnh là hãy nhặt rác. Thì robot nó sẽ thực hiện các lệnh sau: tiến 2 bước, quay trái tiến 1 bước, nhặt rác, tiến 3 bước, quay trái tiến 2 bước, bỏ rác vào thùng và kết thúc. Thì đây là rất là nhiều lệnh được sắp xếp theo một trình tự nhất định, chính là chương trình. Chúng ta qua phần tiếp theo. Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh. Cô ví dụ, cô muốn đóng hoặc mở một tập tin thì chúng ta nhấn vào nút đóng hoặc mở thì máy tính sẽ thực hiện các lệnh đó của chúng ta. Cô muốn đóng hoặc mở thang máy hay đi lên hoặc đi xuống thì chúng ta sẽ nhấn mở hoặc đóng, đi lên hoặc đi xuống, thang máy sẽ thực hiện các lệnh của chúng ta. Hay cô muốn mở email thì cô nhấn vào nút mở email, máy tính cũng sẽ thực hiện cái yêu cầu đó của cô. Dãy các lệnh để máy tính thực hiện một nhiệm vụ nào đó được gọi là chương trình. Vậy thì các em hãy quan sát một vài ví dụ về chương trình. Ví dụ đầu tiên, các em thấy chương trình là một dãy các lệnh. Ở đây chúng ta có rất là nhiều lệnh, là 5 lệnh. Thì chương trình này cũng khá ngắn. Kế tiếp, các em thấy còn nhiều hơn nữa, rất là nhiều. Đây là dãy các lệnh. Vậy thì chương trình của chúng ta là một dãy các lệnh để cho máy tính thực hiện một nhiệm vụ của chúng ta. Tùy vào nhiệm vụ mà cái chương trình đó có thể ngắn hoặc dài. Vậy viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta qua phần 4, chương trình và ngôn ngữ lập trình. Các em cũng biết là con người giao tiếp với nhau qua ngôn ngữ tự nhiên hay người ta còn gọi là ngôn ngữ. Vậy thì con người và máy tính giao tiếp với nhau bằng cách nào? Máy tính thì không thể nào hiểu được ngôn ngữ của con người, vì vậy chúng ta giao tiếp với máy tính bằng ngôn ngữ máy. Vậy ngôn ngữ máy là gì? Máy tính chỉ có thể hiểu được ngôn ngữ máy hay chính là dãy các bit, bao gồm dãy số 0 và 1. Vậy thì ngôn ngữ máy chính là dãy các bit bao gồm số 0 và 1. Các em quan sát ở hình kế bên. Một dãy các số 0 và 1, đây người ta gọi là các dãy bit. Vậy đây chính là ngôn ngữ máy. Việc chúng ta viết chương trình bằng ngôn ngữ máy rất là phức tạp, cho nên chúng ta sử dụng ngôn ngữ lập trình để thay thế. Chúng ta có rất là nhiều ngôn ngữ lập trình. Các em quan sát hình kế bên. Đây là tên của một vài ngôn ngữ lập trình.
Vậy cô nhắc lại, việc chúng ta viết chương trình bằng ngôn ngữ máy rất phức tạp tại vì rất là nhiều số 0 và số 1. Cho nên, người ta dùng ngôn ngữ lập trình để thay thế. Vậy thì làm sao để máy tính có thể hiểu được ngôn ngữ lập trình? Chúng ta hãy quan sát đoạn phim sau và trả lời cho cô biết làm thế nào để ông Trump và ông Kim Jong-un hiểu được người kia nói gì? Sau khi các em quan sát đoạn phim, các em cũng biết là ông Trump nói ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Ông Kim Jong-un nói ngôn ngữ bằng tiếng Triều Tiên. Thì làm sao để hai người này hiểu được ngôn ngữ của nhau? Vậy thì phải thông qua một cô thông dịch viên, hay người ta còn gọi là người phiên dịch. Vậy thì để hai người hiểu được ngôn ngữ của nhau thì phải cần có người phiên dịch. Vậy thì làm thế nào để máy tính có thể hiểu được các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình? Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp sơ đồ sau. Đầu tiên chúng ta muốn ra lệnh cho máy tính làm việc thì chúng ta sẽ ra lệnh bằng ngôn ngữ chúng ta. Kế tiếp chúng ta sẽ thể hiện những cái lệnh đó bằng ngôn ngữ lập trình. Các em quan sát đây là tên của một vài ngôn ngữ lập trình. Và để máy tính hiểu được ngôn ngữ lập trình thì phải qua một chương trình người ta gọi là chương trình dịch. Chương trình dịch dùng để dịch ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Ngôn ngữ lập trình là một dãy các lệnh thể hiện các lệnh, các yêu cầu của chúng ta. Và từ ngôn ngữ lập trình phải chuyển sang ngôn ngữ máy thì phải thông qua chương trình dịch. Các em nhìn ngôn ngữ máy là một dãy rất là nhiều số 0 và số 1. Cô nhắc lại, chúng ta muốn yêu cầu máy tính làm việc thì đầu tiên chúng ta sẽ yêu cầu và thể hiện nó bằng cách viết chương trình. Chúng ta viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Ở đây là ngôn ngữ lập trình Pascal. Và sau khi chúng ta viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình rồi, thì chúng ta phải dịch chương trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu được và thực hiện các lệnh của chúng ta. Vậy thì việc tạo ra chương trình máy tính gồm hai bước. Bước 1 là viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình. Bước 2, dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu được. Vậy thì cô nhắc lại một lần nữa, ngôn ngữ lập trình là một dãy các lệnh được sắp xếp theo trình tự thích hợp. Dịch chương trình là dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Chúng ta sẽ qua phần câu hỏi. Đây là các dãy màu để thể hiện các câu hỏi của cô. Chúng ta sẽ chọn màu bất kỳ. Câu hỏi đầu tiên, theo em hiểu, viết chương trình là gì? Câu A, viết ra các câu lệnh mà em đã được học. Câu B, viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình. Câu C, tạo ra các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó. Câu D, tạo ra các câu lệnh để điều khiển robot. Các em chọn một trong bốn câu trả lời.
Hồi nãy cô cho các em một đoạn ví dụ về robot nhặt rác thì các em cũng biết là cái chương trình là tạo ra các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó thì câu C sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Câu A, câu B và câu D không phải là câu trả lời đúng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình là A. Ngôn ngữ lập trình, B. Ngôn ngữ tự nhiên, C. Ngôn ngữ máy và D. Ngôn ngữ tiếng Anh. Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình chắc chắn là ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ tự nhiên hay ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ chúng ta giao tiếp với nhau. Ngôn ngữ máy không phải là ngôn ngữ lập trình. Vậy câu trả lời chính xác của chúng ta là ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết chương trình. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Viết chương trình là A. Hướng dẫn máy tính, B. Thực hiện các công việc, C. Giải một bài toán cụ thể, D. Cả ba câu trên. Viết chương trình là cả ba câu trên. Chúng ta hướng dẫn máy tính và thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Thì câu này trả lời đúng là câu D. Ba câu này đều đúng nhưng mà nó chưa đủ. Vậy thì câu này là câu D. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Chương trình dịch dùng để làm gì? A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên. C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình. Và D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên. Chương trình dịch. Hồi nãy các em nhớ cái sơ đồ của cô. Chính là dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Vậy câu A là câu trả lời đúng. Câu B, ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên, không phải. Câu C thì ngược lại với câu A, cũng không đúng. Và câu D là dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên, cũng không đúng. Vậy câu trả lời của chúng ta là chương trình dịch dùng để dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Chúng ta qua câu hỏi kế tiếp. Ngôn ngữ máy là A. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. B. Ngôn ngữ dùng để giao tiếp. C. Các câu lệnh được tạo ra từ hai số 1 và 0. D. Chương trình dịch. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính chính là ngôn ngữ lập trình. Vậy thì câu A không đúng. Ngôn ngữ dùng để giao tiếp là ngôn ngữ tự nhiên của chúng ta. Vậy thì không phải là ngôn ngữ máy. Hồi nãy các em nhớ ngôn ngữ máy là một dãy các số 1 và 0. Vậy thì câu này chính là câu đúng, câu C. Các câu lệnh được tạo ra từ hai số 1 và 0. Ngôn ngữ máy thì chắc chắn không phải là chương trình dịch. Vậy thì câu trả lời của chúng ta là câu C. Chúng ta qua câu kế tiếp. Ngôn ngữ lập trình là A. Ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính. B. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. C. Các dãy bit, dãy các số chỉ gồm 1 và 0.
D. Chương trình dịch. Ngôn ngữ lập trình chắc chắn không phải là dãy các số 1 và 0. Các dãy các số 1 và 0 là ngôn ngữ máy. Chương trình dịch dùng để dịch ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Câu D cũng không đúng. Vậy thì chúng ta chọn câu A hoặc câu B. Câu A là ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính. Câu B là dùng ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. Vậy thì câu B sẽ chính xác hơn. Nó viết các chương trình máy tính chứ không phải là một. Vậy ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. Chúng ta qua câu hỏi cuối cùng. Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào? A. Thông qua một từ khóa. B. Thông qua các tên. C. Thông qua các lệnh. Và D. Thông qua một hàng. Chúng ta nhớ tiêu đề của câu số 1 là con người chỉ dẫn cho máy tính thông qua các lệnh. Vậy thì câu C của chúng ta là câu trả lời đúng. Câu A, câu B và câu D là câu trả lời sai. Các em nhớ tiêu đề của câu số 1 là con người ra lệnh cho máy tính làm việc như thế nào? Vậy thì con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh. Chúng ta qua phần dặn dò. Các em viết bài vào vở theo file cô đã đính kèm trong phần bài tập điểm danh ở phần thứ ba. Các em làm bài tập điểm danh sau 2 giờ thì cô sẽ đóng bài tập điểm danh và các em sẽ không làm được nữa. Lúc đó các em sẽ không có điểm. Các em nhớ tranh thủ vào làm bài và nhớ xem trước bài thứ hai. Sau khi chép bài xong thì các em chụp hình và up lên trong phần thứ ba trong bài tập điểm danh của cô. Trong quá trình học bài hoặc là làm bài, các em có thắc mắc gì về bài học của chúng ta thì các em ghi chú vào phần câu hỏi thắc mắc. Cô sẽ trả lời cho các em vào tiết học sau. Tạm biệt các em.